tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, tiếp tục chú trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại buổi làm việc vừa qua của Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với Ban Thường vụ huyện ủy Hòa Vang về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thời gian qua. Qua ý kiến của các thành viên tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Dinh đánh giá cao cách làm và những kết quả mà Hòa Vang đạt được qua triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Qua đó, tăng cường đoàn kết thống nhất cao giữa cấp ủy chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đề nghị huyện có biện pháp khắc phục các mặt còn hạn chế, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị huyện Hòa Vang tập trung thực hiện nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang. Chúng ta bám sát 5 cái phương thức lãnh đạo của Đảng trong triển khai, và quá trình triển khai thì hãy lấy cái mục tiêu là lợi ích của người dân là trước hết và trên hết, hướng về nhân dân, về cơ sở. Thì chúng ta về cơ sở thì chúng ta là phải ngay từ các hạt nhân đầu tiên, đó là các chi bộ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở và xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị, tạo được một cái sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị huyện ủy Hòa Vang cần đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lưu ý các lĩnh vực nhạy cảm về nảy sinh tiêu cực. Thì ở Hòa Vang của chúng ta là có đại biểu hội đồng nhân dân huyện với lại xã, thì phải tích cực tham gia vào các công tác giám sát, nhất là những cái công trình thi công mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân thì phải có một cái sự phản ánh. Và hội đồng nhân dân thành phố thì sẽ có cánh tay nối dài ở dưới này để mà chúng ta triển khai và giám sát, xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm và lấy sai làm chính, phát hiện sớm, xử lý nhanh và ngay từ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị huyện làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, nâng cao vai trò, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng tại chi bộ khu dân cư, doanh nghiệp.